Xin chào cả nhà. Hôm nay bên Solar Hưng Yên giới thiệu mọi người về một số cái phụ kiện của điện mặt trời của Solar Hưng Yên đang cung cấp và bán. Ở đây mình có cái này là SAC này, 40 A. Cái này là ADC. Cái này nó ghi là 1000V này, 1000V và 16 A này. Cái này cũng là 16 A nhưng mà là 500V. Thực ra là cái của cái anh Trung Quốc này thì ghi 500 với 1000V, không rõ họ ghi láo hay sao nhưng mà tháo ruột thấy y chang như nhau. Đấy, còn cái hệ điện mặt trời của mình thì nó cũng không đến 500V đâu, vì bình thường ví dụ chạy 8 tấm nó chỉ được hơn 300V thôi. Chạy 10 tấm thì mới được có hơn 400V điện. Đấy, nên là các AD này là ADC của nó là yên tâm. Đây. Con này là 500V điện một chiều 16 A. Mọi người chú ý là áp một chiều không được thay cho áp AC nhé, vì điện một chiều nó phóng điện áp. Đây áp AC. Áp AC thì mua mấy cái áp của ấy nó cũng rẻ thôi, của Liva hoặc Silo ấy, có mấy chục nghìn. Hoặc áp Niwa, còn cái này là chống sét 3 pha cũng có thể dùng 2 pha được. Đây là chống sét, đây nó có 3 cực vào đây. Một đây, tiếp địa đầu dưới. Chống sét này là con này là 25 KA, điện 275V xoay chiều. Dòng mắc là 60 KA. Mà điện áp chịu đựng là 1,2 kV. Đây nó có tiêu chuẩn của nó này. Đây hoặc đây nó cũng là chống sét. Chống sét này là 420V này. Điện áp hoạt động bình thường là 420V. Và dòng là 20K, mắc là 40. Và điện áp chịu đựng là nhỏ hơn hoặc bằng 2 kV. Tức là khoảng nó ghi ở đây tức là như này, là đến khi 2 kV ấy, điện áp 2 kV bắt đầu nó sẽ phóng điện. Tức là nó sẽ đóng thông mạch để cho nó truyền xuống dưới tiếp địa. Tức là cái luồng điện xung xét là 2 kV là nó sẽ phóng từ trên xuống dưới đây. Đây hoặc đây là mình có chống sét của cái này là chống sét DC, điện áp là 1000V này. Và điện áp UC của nó là 1300V DC. Dòng tối đa 40 KA. Và dòng cái dòng hoạt động của nó có loại này là 20K và điện áp là nhỏ hơn được bằng 4 kV thì nó sẽ phóng điện. Cái này là sử dụng cho pin nhá, chống sét cho dàn pin. Ở đây nó ghi 8/20 là 8/20 của dây độ nhạy. Đây là chống sét tiếp 2 này. Đây nó ghi T2 đây. IP 20, 50, 60Hz dành cho điện DC nhé. Có cực cộng, cực trừ này. Cộng trừ mình cứ đấu cũng được, nhưng mà đây người ta ghi cộng trừ để mình đấu cho nó thống nhất đi mà. Đây của nó đây, Niket, hàng Trung Quốc nhé. Xài những cái đồ này cho nó rẻ. Con này có hình như có hơn 200 thôi. Thế còn nếu mà mua những cái hàng khác thì thực ra ruột bóc ra thì nó cũng là lá như nhau, nhưng mà giá nó rất chi là cao. 1300V DC, 4 kV, điện áp chịu đựng 4 kV, dòng tải lớn nhất là 40K và dòng hoạt động khuyến cáo là 20K. Tức là cái luồng sét nó đánh xuống ấy, mạnh quá là nó cũng không chịu được, bởi vì sức của nó chỉ có thế. Nó giống như sức của mình chỉ chịu được tương đây, thì nó ví dụ mình chỉ gánh được 50 cân thì nó chỉ được 50 cân, bê 60 cân là không bê được. Đây cái chống sét thì nó có hai cái miếng nhựa này. Hai cái miếng nhựa này là để khi lắp vào cái hệ điện mặt trời cao thì mình ấy phải cho tránh cho nó phóng điện hai đầu. Đây nó có cái giấy này. Sản xuất tháng 3 năm 2020. QC này. Đấy là hàng công ty mà. Cũng tiêu chuẩn TUV, CE, ROAD các thứ đó.
Đó là về cái một số linh kiện. Ở đây có đồng hồ đo này. Đây đồng hồ 6 chỉ số để đo các cái chỉ số như là điện áp 222V này, công suất tức thời này, công suất đã dùng này, cường độ dòng điện tức thời này, cái hệ số công suất này và tần số của hệ thống điện. Đồng hồ đo 6 chỉ số. Đồng hồ này cũng hơn 200.000. Để kiểm soát được một tháng nhà mình tiêu thụ hết bao nhiêu điện. Đây. Một trăm mười đến 250V, 20A, 100A, 4.400W tới 22.000W, công suất chờ là 1W, nơi nó có cuộn còn cuộn cảm. Đằng sau đấu dây đây, dây 3-4 là dây 220V vào, còn hai dây kia là dây của cuộn cảm này vào rồi. Đây, ngoài ra thì mình có cái này. Cái này nó gọi là chống mất pha cho anh, cho điện lưới ở trong nhà, điện chống mất pha. Ví dụ như là nó mất mát hoặc là điện áp. Đây, ví dụ của cái loại này. Loại này là dòng cho phép làm việc tối đa là 40A này. Điện áp trên 270V cộng trừ 5V. Tức là 270V thì nó sẽ ngắt lưới, ngắt điện, không cho điện qua đây nữa. Hoặc là điện nhỏ hơn 170V nó cũng ngắt. Thời gian hoạt động lại là 25 giây. Tức là khi nó ngắt rồi thì là nó, ví dụ như là điện của lưới của nhà bạn tự dưng nó sụt xuống còn 160V. Thì là cái này nó sẽ ngắt. Sau khi nó ngắt khoảng 25 giây. Sau 25 giây nó tính toán là nếu như điện nó vẫn là 165V thì nó sẽ không đóng nữa. Nhưng còn khi nào nó đạt ở cái mức thì từ lúc nó đạt mức tới đến lúc đóng lại là 25 giây. Tức là thời gian khởi động là 25 giây. Đấy. Cái loại này thì có chưa đến 200.000. Đây còn một loại này nữa. Loại này là loại có điều chỉnh. Loại này là 63A. Cái này là chống mất pha. Cái này là có điều chỉnh dòng và điều chỉnh điện áp. Đây. Tháng 12 2019 63A này. Bên trên là hiển thị điện áp, bên dưới là hiển thị dòng điện. Đây là nút cài đặt để điều chỉnh. Đây phạm vi cho phép điều chỉnh nó ghi ở đây. Điện áp hoạt động là 230V 50Hz. Điện áp hoạt động là 230V 50Hz này. Cường độ dòng điện là từ 1 tới 63A. Mình điều chỉnh được, mặc định là 63A. Điện áp hoạt động bình thường là 219 đến 150V và tắt thì mình điều chỉnh được, mặc định nó là 160V. Và điện áp đây. Điện áp bảo vệ là 221 tới 300V. Tắt và mình điều chỉnh, còn mặc định nó để là 280V. Tức là mặc định khi mua về là điện áp giải điện áp sẽ chạy từ hoạt động từ 160 đến 280. Còn mình có thể điều chỉnh trong giải là từ 219 đến 150 hoặc là từ 221 tới 300V. Đấy, điện áp cao giải và điện áp thấp ấy. Tiếp theo là thời gian trễ của dơ le là từ 2 tới 512 giây, mặc định là 60 giây. Thời gian trễ là sau khi mà nó tôi kiểm tra đủ điện rồi thì nó sẽ có thời gian trễ. Thời gian trễ mặc định là 60 giây, tức là 1 phút nó sẽ đóng điện lại. Bạn có thể điều chỉnh tới 2 giây hoặc là 512 giây. 512 giây là vào gần 10 phút ấy. Đấy, thời gian trễ. Thời gian trễ khi bật điện là từ 2 đến 205 giây default. Tức là khi tự dưng mà điện lưới nó có điện chẳng hạn thì là sau 2, mặc định là sau 2 giây nó sẽ đóng điện cho toàn nhà. Đấy, mình có thể điều chỉnh từ 2 tới 255 giây. Đây nó có hai loại thời gian trễ. Thời gian trễ do bảo vệ. Tức là khi mà điện áp nằm hoặc là quá tải chẳng hạn. Ví dụ như là mình đặt là 30A vì nó chạy đến 31A nó quá tải nó ngắt. Thì thời gian trễ đấy gọi là thời gian trễ của quá tải hoặc là của bảo vệ. Còn thời gian trễ khi bật điện, power on ấy, bật điện là từ 2 đến 255 giây. Mặc định nó là 2 giây. Công suất tiêu thụ là 2W. Thời gian chạy là 4.000 lần. Đóng mở có thể là 4.000 lần. 4.000 lần thì nó sẽ hỏng dơ ne. Thế là khả năng chịu đựng.
và cái dòng cuối cùng là kích thước của sản phẩm. Cái loại này nó hay một cái là có hiển thị điện áp này, hiển thị dòng điện này, cài đặt điện áp và dòng điện theo ý muốn này. Ví dụ mình muốn hoạt động là điện áp nhà mình hoạt động là từ 190 tới 230V thì nó sẽ đóng. Còn ngoài giải đấy thì nó sẽ ngắt pha. Đấy, nó ngắt pha chẳng hạn. Đấy, thì như đấy. Còn dòng điện ví dụ mình điều chỉnh từ 1 tới 63A. Công suất của dơ le là 63A. Thế còn mình điều chỉnh là 40A hoặc 30A là tùy mình. Còn mặc định nó là 63. Đấy, điều chỉnh được thời gian ngắt của sau quá tải. Ví dụ như là hoặc là sau khi điện yếu, điện cao đấy thì nó ngắt khoảng bao nhiêu phút đấy là do mình điều chỉnh. Và thời gian ngắt khi mà có điện đột ngột. Thời gian đang mở dơ le khi có điện đột ngột ấy, cho nên là cái này nó hiện đại là nó có thể chỉnh được các thông số. Đó là về cái này là cái báo cái thiết bị chống mất pha. Đảo pha cho cái điện của nhà mình để bảo vệ điện các thiết bị điện và bảo vệ biến tần điện mặt trời. Đây ví dụ như là điện nó là ngoài kia thợ điện ta đấu nhầm hai pha nóng là 380V thì cái này nó sẽ ngắt hoàn toàn, nó không cho điện đi qua nữa. Đó, ok, nó là về một số cái sản phẩm của nhà mình có bán này, có chống sét này, có ADC, SAC này, đồng hồ đo điện 6 chỉ số này, và thiết bị bảo vệ mất pha dành cho điện lưới này, thấp áp quá áp này, quá dòng mà bảo vệ mất pha. Ok, cảm ơn mọi người. Nếu mà bạn nào quan tâm muốn mua thì liên hệ 0987006938.